Hello, xin chào các bác nhé. Để hôm nay mình tiếp tục hành trình đi chợ gỗ này. Cái đời gỗ vừa rồi đào đường nhé. Đây, đây là chợ chuyến đầu tiên. Lấy thằng em chợ một xe đi trước. Đây mình chợ củi nhá. Đường hơi dốc nhá, mọi người nhá. Đấy, mấy anh bốc vác là đi trước. Mọi người theo dõi mình xuống cái đường này xem như nào nhá. Đây là mình chợ chuyến đầu tiên đường này. Đường đi thì khá là dốc đấy, khá là cả cổng cảnh nhá, dưới khê có nhiều đá nữa. Bây giờ bắt đầu đi nhá. Xe này tầm khoảng 5 tấn nhá. Không dám chở nhiều máy bởi vì cái đường này nó dốc quá. Gỗ này được khoảng 8 năm nhá anh em nhá, nhưng mà cái này củi thôi. Con đường rất là dốc nhá. Rất là dốc luôn. Phải đi rất là từ từ nhá, không dám đi nhanh bởi vì đường dốc. Còn bác tài là xính vùng cao nhá, chủ nhân nhá. Đấy. Máy rất là khỏe luôn nhá. Đang xuống dốc rất là nguy hiểm nhé. Quá là ghê luôn con đường này. Đấy nha, đường rất là dốc nhá. Quay thì trông nó không dốc lắm thôi, nhưng mà thực tế nó rất là dốc. Với lại đường mới là không dám đi nhiều nhá. Rất là nguy hiểm luôn con đường này. Mình cũng phải quay, cũng phải tránh xa nhá. Đường rất là dốc. Phải đi rất chi là từ từ nhá anh em nhá. Sợ không? Bác tài nhá. Anh em đi làm về đây. Rất chi là nguy hiểm. Còn đây là anh em đi làm về nhá. Con đường này nó dài khoảng tầm 100 mét, cong và rất là cua. Tầm khoảng 5 tấn thôi nhưng mà phải đi rất là từ từ nhá. Rất là dốc luôn, còn cua nữa chứ. Anh phải lăn từ từ nhé. Đường rất dốc mà còn rất cua nữa. Cái này phải đòi hỏi tay lái xe phải cực chuẩn nhá.
đang chuẩn bị đến khúc rất là cua nhá, toàn đá thôi, còn đây là cái đầu nguồn nước nhá. Đường rất là kinh khủng. Đất đú đất cạo nhỉ. Trên vùng cao làm ăn rất là khó khăn anh em nhé. Rất là nguy hiểm luôn. Cua hết cớ rồi. Máy ở kia cạnh kia. Quá làng kì. Cái này mà cho mình đi chắc ngắm đi luôn. Bây giờ là đã qua cái đoạn mà nguy hiểm rồi nhá. Nhưng mà con đường rất còn rất là xấu, bởi vì nó toàn đá thôi anh em ạ. Còn đây là nãy lên xe không mà không muốn lên đường anh em ạ. Bởi vì toàn đá nó trơn quá, không bò lên được, không bới đi được chứ. Đường rất là xấu, nhưng mà với đồng tiền thì anh em phải bắt buộc phải làm thôi. Đường xá rất là xa xôi nhá. Đang đến cái đoạn là rất là có rất là nhiều đá to đây. Còn đá nhân máy là không lên được, anh em phải xuống hồ đẩy lên. Toàn đá anh em ạ. Đá rất là to nhé. Sắp vào chuẩn bị nâng đầu nhá, bởi vì là nó nặng đầu ấy. Khá là nghiêng rồi anh em. Toàn đá với đá thôi. Rất là ghê nhá. Cái này phải bò rất là từ từ nhá. Không dám đi nhanh được. Có nước rất là nhiều nữa, làm cho cái đường nó bẩn hết rồi. Bây giờ là đã đi qua cái đoạn mà nguy hiểm nhá anh em nhá, và mình mới chỉ quay clip bên đây thôi. Mình xin kết thúc video của đại đây. Mà mong em xem video thì nhớ là ủng hộ, đăng ký ủng hộ mình nhé, theo dõi để mình có thể làm video tiếp theo nhé. Chào tất cả anh em nhé.